Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhữubộ.com hoặc gọi hotline 037-502-8888. Tôi Hữu Bộ, xin chào cho anh em. Tôi Văn Tiến, chào cho anh em. Tôi Lâm Tạc, xin chào cho anh em. Tôi Hữu Mạnh, chào cho anh em. Tôi Rồi Trà, chào cho anh em. Tôi Cường Seven, chào cho anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay là một ngày rất đông đủ của anh em các bạn ạ. Gồm có những gương mặt gọi là tiêu biểu và quen thuộc. Đầy đủ van bệ. Ơ mà anh ơi, hôm nay làm gì không có đồ ăn đồ uống gì mà. Đây đồ uống đây rồi, anh em cứ bật nước ra để uống đi. Không, ý mạnh là kiểu không có nguyên liệu để quay các món ăn đi anh ạ. À thì cứ anh em cứ dùng nước đi, cho anh thông báo một tin đến anh em. Tin gì anh em nghe xong sẽ biết. Làm gì đấy? Vậy, coi như anh không có báo ào. Mạnh mày đánh giá IQ thằng này cho anh. Chỉ số IQ âm 20. Vô cực rồi, vô cực, vô cực. Không uống nữa. Thôi vào. Rồi anh em cứ uống nước đoàn hoàng đi. Món này uống nước ngọt. Rồi mọi người uống chả bị đau nhá. Đừng ngay chỉ còn. Nước ngọt đấy hả? Cái quần bị hiểm quá nè. Bạn thấy mặt đấy. Món gì bạn? Định làm cái gì ạ? Hôm nay thì tôi có một tin gọi là buồn gửi đến anh em. Đó chính là dạo này công việc bán hải sản của tôi bận bịu quá. Chắc là sắp tới là sẽ không làm YouTube nữa. Sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Đi sách hồ anh. Sợ đi sách hồ. Làm YouTube thì anh em làm cái gì anh? Anh em đi hát này, lâu lắm rồi không đi hát. Đi làm ca sĩ hát. Nói chung là công việc giờ chuyển sang kinh doanh rồi, bận quá, không có thời gian đi quay, không có thời gian chỉnh clip nữa. Nên là sẽ dừng, không làm YouTube nữa và sẽ giải tán tem luôn. Phí nhỉ, thế thì không được ăn đồ ăn ngon nữa. Thế thì được ai nấy đi à? Để nhà anh ấy vào. Hát bài mỗi người một nơi. Đâu bắt nhịp để cho anh em hát đi xem nào. Không phải đâu. Không được đâu. Mở mấy ba. Đi đôi con đường. Ngã tư đường. À, ngã tư đường. Sau khi mà nghe được tin ý thì anh em cảm thấy như nào? Thấy anh em vẫn cười lắm. Em xúc động. Không biết là thật hay đùa ấy nhỉ. Mai mới biết được. Mai biết được. Mai không thấy gọi đi quay nữa thì chắc là thật. Chứ bây giờ ai biết được. Đây như hôm nay là anh em có thể thấy là không có đồ gì để quay luôn này. Vẫn có đồ không anh? Vẫn đồ thôi. Em vẫn còn một chút tin tưởng gì đó. Thôi thế thì thôi chắc anh em mình kiếm nghề mới. Còn ba anh em đây nó đang đi học thì ít nữa nó học xong rồi đại học xây dựng ra sách hồ. Em có một nghề này mai sau rồi. Nghề gì? Là cầm đầu 1.000 sinh mạng. Là nghề gì? Tay gì? Chân bí đấy. Chân cái. Vậy là Mạnh gọi là tiết lộ cái nghề nghiệp sau này của Mạnh. Còn không biết anh em còn lại thì như thế nào? Chắc là làm hàng xóm à? Nhà em có cái đầm đấy. Không. Thế bây giờ đang học lớp 11 rồi đúng không? Thế chưa có cái gì cho tương lai à? Có anh ạ. Chưa có định hướng cho tương lai à? Giờ đang kiểu đi học nghề về các kiểu lông trường, các kiểu hôm nọ đi lông trại. Lông trại vui vẻ hả? Kiểu đấy anh, đi xem bói, thầy bói bảo lên mai lắm trong tay hàng nghìn sinh mạng. Lên mai chắc là về nhà kinh doanh vấn đề vườn ao chuồng. Dạ. Vườn thì em nuôi gà, ao thì nuôi cá, còn chuồng chiếc thì lợn, châu bò gì đấy. Dạ. Hợp lý quá. Anh thì anh có một công việc sướng hơn và mát mẻ hơn. Anh quản lý nhân viên. À, tôi đến chờ đào anh. Đấy, tôi đến chờ đào. Ui, thường quản lý nhân viên còn hát cơ. Nghe thì rất chi là sướng luôn. Nghe của em còn sướng hơn nữa anh ạ. Nghe em chỉ đứng ấy, đeo vàng cầm tiền vứt ơi. Nghe gì? Ui, ngồi đứng, không, ngồi đứng bán vàng mã anh ạ. Không cần gì, chỉ bán vàng mã đã có đúng tiền. Đúng là mỗi việc là chỉ cầm vàng với lại cầm tiền rồi đấy. Mỗi việc ấy không phải làm gì đúng không? Đúng rồi, tục ngồi thì đếm tiền đấy. Còn Cường? Em thì chắc là thôi bám vành ấy, mấy con chim sắt ở trên sân bay. Không, anh thấy em hợp đi nghề đi thổi kèn đám ma. Trung Hoa đám cưới. Trung Hoa đám cưới. Thế nên thế phải kinh doanh trên quả hoa đây. Bây giờ dân số đông rồi, người đi cũng nhiều rồi nên em hợp mấy cái nghề ấy. Người đi giờ đông xô. Tất cả anh em thì cũng đã nói định hướng của mình trong tương lai sau khi mà nghe tin giải tán tem rồi. Không biết là cảm xúc của anh em sẽ như thế nào, mình sẽ hỏi từng anh em một các bạn ạ. Tiến nào, tiến đầu tiên đi. Trước thì đi học về
hoặc về nhà cởi cặp sách ra là thay quần áo là lên đi quay cùng anh em luôn. Nhưng ngày đấy thì lên đi quay nói chuyện buồn vui bây giờ mà. Anh bảo giải tán nghỉ thì ở nhà chẳng biết làm gì. Buồn. Bạn Lâm. Tôi thấy tôi cũng mới đi quay với anh em thôi nhưng mà tự nhiên... Mới đi quay là khoảng độ một năm gì đấy đúng không? Một năm. Nhưng mà tự nhiên nghe tin anh em giải tán thì thứ nhất là trong lòng mình... không được lấu lướng những cái đồ ăn món ăn ngon để cho anh em thưởng thức này, mới lại cho các bạn xem những món ăn đặc sắc này. Nhưng mà công nhận tiếc rồi. Em thì em thấy buồn lắm. Anh em mình quay như được 25 rồi nhỉ? 25. 25 rồi. Giờ lại phải xa nhau, không đi quay nữa, thấy buồn lắm. Ngày xưa mà được tắm ao các thứ, quay lên YouTube nào thì đĩa các thứ, nhớ ngày xưa. Nghĩ em lại tán buồn lắm. Buồn thế nào? Cái cảm giác mà bị giải tán tem này không được cảm xúc nữa, quá buồn rồi. Chảy nước mắt chưa? Chuẩn bị. Bao nhiêu kỷ niệm cũ các kiểu bây giờ mất hết, những cái món ngon từ anh Lâm nấu bây giờ không được thưởng thức lại nữa rồi. Mạnh kiểm tra xem chảy nước mắt chưa? Xéo à? Có buồn. Cường. Nói chung mà để mà nói thì cái khoảng thời gian mà anh em mình gắn bó cùng với nhau nó khá là lâu rồi, nhưng mà không nghĩ là nó sẽ kết thúc bằng một buổi mà nó quá đơn giản như này. Thế thì bây giờ phải làm thế nào để cho nó không đơn giản nữa? Không nghĩ là nó sẽ kết thúc buồn. Thế là anh em về làm cỗ linh đình để chia tay à? Hay muốn thế nào? Anh em cứ cho ý kiến đi. Nếu như mà chia tay thì ít nhất là phải chia tay tầm 1 tuần. Ăn phải tầm 1 tuần rồi. Có ra nhưng mà anh em mình vẫn còn nhiều những cái video ấy ở lại thì kiểu như là thi thoảng buồn buồn lên xem nó cũng vui. Các video bộ đăng lên vẫn còn mà. Không, có khi bây giờ không đi quay ở nhà thì mỗi trưa em sẽ xem một tập phim quay này. Thế còn hết 25 thôi. À? Nhìn khuôn mặt của anh em thì ai cũng có một chút gì đấy buồn buồn và hối tiếc các bạn ạ. Nhưng mà không sao. Cho dù anh em mình có gắn bó bao lâu thì cũng phải có lúc kết thúc thôi. Anh em cứ buồn tiếp đi. Một kết thúc khó buồn. Anh nhìn đấm ai à? Thực sự thấy anh em buồn thì anh em cứ buồn thôi. Còn với anh thì anh không hề buồn một tí nào cả. Qua anh bổ sung cái lót rồi. Chắc thế thì chắc công việc mới là tốt hơn, là ổn định. Đó. Biết vì sao không? Em biết vì sao không? Anh em biết vì sao không? Không. Biết vì sao mà lại không buồn không? Cái đấy chỉ có anh biết. Bởi vì bây giờ anh đang rất vui. À, anh em thì trong khi anh ở kia là đang có một con bò và ở đây có thêm 5 con bò nữa. Nào, sao chưa hiểu ấy. Tức là từ nãy đến giờ thông báo ấy là tôi thử lòng anh em xem cái cảm xúc của anh em thế nào thôi. Anh dây xuống con bò chưa? Dây xuống con bò chưa? Anh em thử nhìn con bò kia xem, quay lại nhìn đi. Nó mọc hai cái sừng như này. Giống bò rồi cũng mấy. Anh em thử xem mình có giống con bò không nào. Các bạn xong cái video này là bộ sẽ bị anh em léo ngoao. Thổi chôn với anh em. Tí này chói cổ thúc. Tối bắt mời đi ăn anh em, đi ăn một bữa. Để... ăn nhiều bữa chứ. Nhiều bữa để ăn nhiều bữa. Bù lại bữa mê lừa anh em nào. À, ý là đi anh buồn. Em mà lâu không được đi buồn. Ăn rồi, anh em lâu không được đi ăn cùng với nhau, đi ăn uống hát hò các thứ. Một mình làm đôi trẻ khóc. Tốn bao giờ. Đôi trẻ khóc thật chưa? Quay đây xem. Thật là đói mất rồi. Thực ra hôm nay là một ngày chủ nhật rất là đông đủ anh em, nhưng mà mình chỉ muốn quay lại một đoạn clip ngắn, tức là quay làm thế nào để cho ít thời gian nhất để cho anh em có thể về với gia đình. Bởi vì như anh em, ba anh em trẻ trâu này thì đợt vừa rồi là đi học rất là áp lực, rồi thời gian các kiểu, nên là mình muốn tiết kiệm thời gian cho anh em về, có thể về cùng gia đình, bạn bè, rồi đi vui chơi, giải trí. Nhưng mà tuyệt đối là không đi hát nhá. Anh em ngoan lắm.
ngoan ngoan trong số những người hư đúng không? Thì được đưa người yêu đi uống trà sữa, không được làm gì. Thật ra thì công việc của anh thì anh sẽ cố gắng làm sao để kết hợp cho nó hài hòa nhất giữa việc đi quay và kinh doanh. Nếu mà hôm nào có bận quá thì chắc là sẽ bớt thời gian đi quay clip hơn thôi, chứ không phải là nghỉ làm YouTube. Thế là anh em, anh em hiểu không? Tức là hôm nay chỉ là một clip gọi là thử lòng anh em thôi. Anh cơ, bạn nói xong chưa? Xong rồi. Triển khai luôn. Ơ từ từ, từ từ, từ từ, làm gì bạn? Làm gì? Ngã thôi. Từ. Ai từ từ. Từ từ. Làm gì đây? Lần sau đừng thử kiểu này. Bởi vì anh về đặt nhà hàng xong mời anh đi ăn. Nhớ về mà trả tiền bữa ăn hôm nay nữa. Kệ anh nhìn về trước đi. Bỏ rơi luôn, không kiểu cứu luôn. Tự lên nhá, tự lên nhá. Lên đi, tìm đường lên đi. cái tội lừa anh em à, lại còn kêu vui nữa như thế này. Có vui đấy không? Giờ chắc là vẫn vui, vẫn cười kia, vẫn vui. Ai ôi. cảm giác vui mát không anh? Ai ôi mát lắm. Chỉ là hơi mát rồi. Thực sự đây là một cái kết dám thử lòng anh em các bạn ạ. Chắc là lần sau mình sẽ không dám thử lòng anh em như này nữa. Sau khi mà mình đã thử lòng anh em xong và nhận được cái kết là bị quăng xuống ao thì mình sẽ dừng clip này luôn ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Anh cho xuống lần nữa này. Cho rồi.